Em Việt xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22889. Và ngày hôm nay thì em Việt lại mang tới cho các bác một cái mẫu xe được mệnh danh là dòng xe quốc dân tại thị trường Việt Nam. Một chiếc Vios bản E số sàn. Con này sản xuất ở năm 2019, động cơ máy 1.5, màu vàng cát. Nội thất thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho các bác toàn bộ là ghế da bò màu nâu. Tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt sẽ cam kết với các bác là không đâm xô, không tai lạ, không thủy kích, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ. Anh chị nào chúng ta còn cảm thấy lăn tăn về chất lượng, các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Mẫu này thì các anh chị chúng ta về có thể là vừa đi gia đình vừa kết hợp chạy dịch vụ cũng rất là ok. Bởi cái sự bền bỉ, lành tính cũng như là khả năng vận hành của động cơ VVT-i thì con này nó rơi vào khoảng gần 6 lít trong 100 km đường hỗn hợp, không quá nhiều. Xe thì cũng đã được chủ nhân cũ lên cho các bác màn hình Android, camera hành trình, cam lùi và cũng vừa mới đăng kiểm cho các anh chị xong. Còn tận đến tháng 9 năm 2024. Vậy thì với mức giá là 376 triệu đồng và còn có thể thương lượng được. Quý anh chị nào chúng ta đang tìm kiếm một chiếc Vios chất và bền đẹp thì các bác hãy cùng dành ít phút thời gian để theo dõi hết clip ngày hôm nay để đánh giá được chi tiết về chiếc Vios E mà em Việt đang có tại đây được không ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể ngắm nhìn một chút cái ngoại thất của xe này. Sơn xi bên ngoài rất đẹp nhá. Các đường form nó không bị xô lệch. Và hơn nữa thì không có vết xước sát gì nên các bác hoàn toàn là về không tốn một đồng sơn xi nào cả. 2019 thì chiếc Vios nó đã lên form mới. Có thể nói là nó có một sự lột xác hoàn toàn so với cả thế hệ cũ, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, với những đường nét thiết kế nhìn nó trẻ trung và năng động hơn rất là nhiều. Ở phiên bản này thì hệ thống đèn pha của xe thì được trang bị bóng đèn halogen. Tuy nhiên các bác có thể thấy cái chất lượng của nó thì đây, sau quãng thời gian sử dụng nhưng đến bây giờ đèn pha của nó vẫn còn trong suốt như pha lê nhá. Quay gần đây để cho các bác có thể ngắm nhìn. Lắp capo với những đường gân dập nổi kết nối với phần mặt ca lăng ở chính giữa logo thương hiệu Toyota, tạo lên cho chúng ta một cái phần đầu nhìn khá là thể thao và trẻ trung, đúng không ạ? Đó, xe đang mang biển 14 Quảng Ninh thì bác nào mà chúng ta rút hồ sơ vào tên tỉnh khác thì bên em sẽ hỗ trợ cái việc rút hồ sơ cho các anh chị nhé. Vào đây, chúng ta có thể ngắm nhìn một chút bằng tất cả hệ thống đèn pha của xe này. Đó, theo thời gian còn rất là mới. Những đường gân dập nổi trên thân xe, về che mưa thì cũng đã được chủ nhân cũ lắp thêm cho các bác rồi. La răng đa chấu, xe được trang bị hai phanh đĩa trước và hai phanh tăng chống phía sau. Được chưa ạ? Đó, tất cả tình trạng máy số là nguyên bản, tay nắm cửa mạ chrome mà chủ nhân cũng đã lắp thêm cho các bác những cái chi tiết ốp chrome để bảo vệ cho khu vực tay nắm. Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì chúng ta có thể thấy là một cái thiết kế mới, nhìn nó tinh tế và nó nhẹ nhàng. Đúng không ạ? Với hệ thống đèn pha tích hợp bóng đèn halogen, đi kèm với đó là những chi tiết giả LED khá là đẹp. Đó, khá là đẹp các bác nhá. Và con này thì tổng thể sơn xi bên ngoài về gần như là các bác không tốn một đồng nào cả. Phải nói là chủ nhân cũ người ta đi cũng rất là cẩn thận và giữ gìn nên là nó mới giữ được cái chất lượng như này. Đấy, theo thời gian mà các bác nhìn thấy nó đẹp chưa? Vâng, bao zin toàn tập cho các bác nhá, không một lỗ nhỏ. Vậy thì để đánh giá chất lượng chiếc xe kỹ hơn thì ngay bây giờ chúng ta có thể cùng em đi vào khoang động cơ của nó. Trước khi đi tới phần động cơ thì các bác có thể cùng em kiểm tra tới cái nội thất bên trong của xe này trước nhá anh chị các bác nhá. Đầu tiên thì toàn bộ ghế nỉ nguyên bản của xe thì đã được chủ nhân cũ lên cho các bác cái ghế da bò màu nâu rồi. Nhưng mà các anh chị thấy là chủ cũ người ta đi cẩn thận chưa? Đấy. Thêm một cái lớp áo da nữa để bảo vệ cho cái lớp da, được chưa ạ? Rất là kỹ càng. Đó, và đây con này thì bao zin các anh chị từng con ốc nhá. Đấy, từ cái móc khóa này, tem mác các bác thấy này, năm sản xuất 2019 này, nguyên zin nguyên bản và không một lỗi nhỏ luôn. Khu vực bản táp lô trung tâm, bản táp pi thì các bác có thể thấy là cũng chi tiết da này cũng đã được thay bằng ghế da màu nâu này, được chưa ạ? Một kính auto gương chỉnh điện. Đấy, rất là sạch đẹp. Con này thì bao zin các bác không mất 1 cm keo chỉ nào. Đó, vô lăng ba chấu. Chủ nhân cũ thì chiếc xe này được trang bị cân bằng điện tử chống trượt và độ lên các bác cả cái gập gương nhá. Đấy. Nguyên bản là không có gập gương nhưng mà con này đã được chủ nhân cũ độ lên rồi. Các bác thấy là rất là tiện đúng không ạ? Xe được trang bị thêm các bác cả màn hình Android. Và đây ngồi vào bên trong thì các bác có thể thấy là mức cực tốc hiện tại xe này là dừng ở 4.6 chuẩn. Đó, 4.6 các bác nhá. Và chủ cũ lên các bác chỉ cả cái đề lỗ start stop rồi, chìa khóa thông minh rồi. Nguyên bản là chìa cơ. Đấy, con này thì có màn hình Android đầy đủ này. Đó, khi vào số lùi các bác có thể thấy là rất là sắc nét. Đúng không ạ? Đó, hệ thống điều hòa thì phiên bản này chúng ta có chỉnh cơ thôi. Được chưa ạ? Chỉnh cơ thôi. Và đây, cái camera hành trình cũng có luôn này. Mặt trần cũng đã được bọc lại ra toàn bộ, giúp tăng khả năng cách âm cũng như là cách nhiệt cho xe cũng như là tăng cái tính thẩm mỹ. Con này thì được trang bị 3 túi khí nhá. Các bạn này bản 3. À bản này bản 7 túi khí các bạn. Đấy, bản 7 túi khí là bản full cao cấp nhất của chiếc Vios E này. Đấy, con này là bản full rồi. Đấy, cái bản này khi mới thì nó đắt hơn cái bản 3 túi khí vào khoảng độ 20 triệu, hơn 20 triệu. Đấy, cái bản này là bản nhiều bản cao nhất rồi. Và vậy thì tiếp với hàng ghế thứ hai, các anh chị thấy là Vios thì luôn
mang tới chúng ta một cái không gian hàng ghế sau khá là rộng rãi, đủ chỗ các anh chị ta có thể đi ba người lớn thoải mái. Đấy, và đây da này, các bác bỏ cái này ra thì như mới tinh, màu nâu nhá. Đấy, nguyên bản nó là ghế nỉ. Đấy, nhưng mà chủ nhân cũ thì đã độ lên các bác ghế da rồi. Rất ok đúng không ạ? Về anh chị ta đỡ tốn tiền. Đấy, nói chung là như vậy. Và đây tiếp tục các bác có thể ngắm nhìn giúp em. Đấy, và đây là phần cốp phía sau thì chúng ta có thể kiểm tra luôn này. Đấy, cốp rất là rộng, đủ chỗ cho các bác tha hồ để đồ. Đấy, và các chi tiết nỉ, đấy, cách âm này, nguyên zin nguyên bản. Đấy, và phía dưới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng này, tôn sắt thì đương nhiên 2019 thì các bác có thể yên tâm rồi. Con này thì nó quá mới. Vâng, quá mới luôn các bạn. Đó, ok chưa ạ? Và đây, các bác có thể cùng em kiểm tra tới bảng tapi cửa bên này. Đó, nó đẹp như vậy. Đấy, bao zin toàn tập cho các bác từ A đến Z nhá. Không một lỗi nhỏ luôn. Vâng, rất ok. Nguyên zin nguyên bản, tất cả từng cái tem mác. Vâng, vậy thì để tiếp tục đánh giá chi tiết hơn thì ngay bây giờ chúng ta có thể cùng em đi vào pha khoang động cơ của nó. Vâng, vậy thì đây là khối động cơ đua VVTi 1.5 đến từ thương hiệu Toyota. Con này thì em Việt bao zin nó bắt tủ gioăng dần cò, các chị nhìn cho em này. Và xe Việt vẫn đang để nổ máy để cho các bác thấy là con này máy nổ cực kỳ êm. Máy số zin nhá. Đấy, keo chỉ không một cm nào, vào đây từ capo này. Đấy, không một vết vặn luôn. Đấy, tất cả nguyên tem nguyên mác, từng cái lỗ tròn nó đều nó phẳng như này. Đấy, cái chị ta mua này thì đảm bảo là không có từ gì để chê cả. Đấy, máy lổ tay tạch rất êm ái. Vâng, và các anh chị có thể nhìn những cái gioăng đỏ phía dưới phần vách số, được chưa ạ? Còn nguyên zin nguyên bản như vậy. Đó, quá ok rồi về chất lượng đúng không ạ? Không có gì phải bàn cãi cả. Đấy, và như em nói, nếu các anh chị ta còn lăn tăn về chất lượng, các bác hoàn toàn có quyền là đem đi check hãng một lần nữa trước khi chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Vâng, vậy thì ngày hôm nay với mức giá là 376 triệu đồng cho chiếc Vios E 2019 phiên bản số sàn động cơ máy 1.5 màu vàng cát đang có sẵn tại showroom của kênh YouTube về xe chất. Anh chị nào yêu mến quan tâm có thể trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em nhé, theo hotline là 0968228859 để nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên người chủ. Hay là bác nào muốn mua trả góp thì con này bên em hỗ trợ cho các anh chị tối đa lên tới 70% giá trị xe. Và một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các anh chị chúng ta một ngày mới thật vui vẻ, và hãy cùng ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về của kênh YouTube Việt Xế Chất.